rồi. Giờ đập thùng ra tới 90 của Thái Lan rồi. Đây có đồng hồ luôn nè. Nếu mà nhất chính hãng đầu tiên là 50 giờ thay nhất lần, còn qua 50 giờ thì đợt sau có 100 giờ thay nhất lần. Bây giờ nhất chính hãng nha. Đó, dầu châm vô. Bà con này á, nếu hết dầu bà con khỏi xả, cứ châm dầu vô động dầu chạy xuống này. Đi đâu mua được quả này. Đây bà con mua được tặng này nè. Không có luôn. Hai lượt dầu, đây hàng chính hãng á, của Vuta á. Hai lượt dầu mắc in Thái Lan luôn nha. Hai lượt dầu mắc in Thái Lan luôn. Được không? Chai nhớt cha chan của Thái Lan luôn. Nhớt này là nếu mà đầu tiên khởi động máy á, là 50 giờ. Rồi lần sau mỗi lần sau nó là 100 giờ thay nhất lần. Giờ đổ nhớt rồi con. Ăn hai lượt dầu. Đây, khu thùng ở đây. Đây, con đổ nhớt chính hãng nha. Cha chan này nhớt có niêm phong đàng hoàng rồi con. Này, xuống máy đây. Ghê không? 1 1 1 1 1 5 mà hành trang này ghi thiệt chứ. Đó. Quá đẹp luôn. Thì là con kia thấy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 đúng rồi. Số đó là chẵn luôn á. 5 số 1 của số 5 là chẵn. À, cho anh quay, luôn đi. Kuta có chữ in trong đây luôn nha. Thành Thái là có chữ in Kuta đây luôn nha. Đây có chữ Charlie luôn nè, là cái đò thương hiệu sản xuất đầu đèn nổi tiếng nhất thế giới nè. Cái đầu đèn này là hiệu Charlie này là nổi tiếng nhất thế giới, tất cả động cơ tất cả các xe đều nên là nhãn thương hiệu này con. Con nhớ phải xài nhớ chính hãng nha. Ghê không? Đẹp ghê ta. Đấy à. Đây, số máy phải trùng luôn rồi đó. Ghê không? Nè, số máy phải trùng với số lốc luôn nha, đó. Rồi, quay lên anh xong chưa? Đó con. Con phải đổ nước xanh rồi vô nha. Đây được tặng cho nhớt với một cho nhớt canh chan với hai cái lượt dầu đúng là chính hãng. Hàng chính hãng là bà con khô thùng là phải có bấm này nha, chứ không có dán keo nha. Đó, phải bấm mấy cái này nè. Đó, phải bấm vậy đó, nó mới đúng hàng chính hãng. Đó. Phải có mấy cái bấm này con. Đây, không có dán keo nha. Thì đó là không có đường dán keo nè. Trên dưới là không có đường dán keo. Rồi quay cho anh. Quay nha. Quay đi. Quay nha. Rồi ok. Con nhỏ lấy nhỏ luôn. Vậy nè. Nào lại quay ăn cá chim ơi. Quá bự rồi. Số máy này 1 1 1 1 5 số 1 con số 5. Đó. Dễ đâu xả chân đó phải không? Đâu, chạy ghê. À, ở đây. Đây luôn. Này, đây luôn. Chân nó bằng với cái đôi 125 thôi. Gọn hơn anh, nó gọn hơn chút. Nhỏ hơn chút gì làm lợi nè. Chỉnh nhẹ thôi. Lúc
dừa nè. Chút nhẹ thôi. Bút ốc trên nền. Bút bên kia hàng bút rồi. Đúng rồi. Chút khoan lỗ lại thôi. Khoan lỗ thôi. Có 125 này dừa luôn ha. Ừ. Hình như gần dừa luôn anh ơi. Gần đóng con dừa. Cái này rồi. Trên lịch chút. Cái tao đưa lỗ cho anh kìa. Quay lại cái không cho im không? Quay lại cái nào? Quay lại thử cái không? Quay lại nhảy cái đi anh. Được rồi, nãy chưa có dẫn chứng chân. Quay chân ha. Ừ. Cái đó đi. Cái nhỏ vừa được rồi. Quay chân thôi. Ừ, quay chân. Để coi chứ, coi chứng nha. Coi nha. Tao chứng mặt cái đó. Ơi. 6. Cao thấp chút thôi. Ok, vừa luôn. Vừa anh ơi, vừa con. Đi cao thấp thôi. Rồi.